Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên quốc lộ 4, quốc lộ 4C, quốc lộ 34, quốc lộ 279 và quốc lộ 280 do các đợt mưa lũ gây ra tại tỉnh Hà Giang từ ngày 1 tháng 8 đến 31 tháng 8. Theo đó, thì tình huống thiên tai tại đây đã gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các lý trình có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Giang chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các lý trình do các đợt mưa lũ gây ra tại tỉnh Hà Giang. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải đôn đốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Chuyển sang một nội dung khác, nhằm lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định chính sách pháp luật thuế, ngày 27 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế và doanh nghiệp của 5 tỉnh thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ. Đại diện gần 300 doanh nghiệp và người nộp thuế của 5 tỉnh thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Long An tham gia buổi đối thoại. Nhiều doanh nghiệp phản ánh việc còn gặp một số khó khăn liên quan đến việc hóa đơn điện tử đã lập không phải sai nhưng cần điều chỉnh theo điều 19 của nghị định số 123 của chính phủ về hóa đơn chứng từ. Điều này đang gây khó khăn cho doanh nghiệp khi đến kỳ quyết toán thuế cuối năm. Trong cái trường hợp này á, tụi em có thể xuất hóa đơn theo cái bảng kê, mà trong cái bảng kê đó sẽ kê hết tất cả các số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn này nọ, hết tất cả toàn bộ luôn và giá tăng giảm như thế nào luôn. Thì có thể xuất được theo bảng kê hay không, và cái việc kê khai những cái hóa đơn điều chỉnh cho tất cả các hóa đơn trong bảng kê đó thì sẽ như thế nào. Chia sẻ với các doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho biết hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 123 và sẽ trình chính phủ thông qua sớm để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn chứng từ điện tử. Trong cái quá trình mà tổng hợp vướng mắc để sửa đổi bổ sung nghị định 23 thì Tổng cục Thuế cũng đã báo cáo Bộ Tài chính và đưa vào cái dự thảo sửa đổi nghị định 123. Thì hiện nay thì cái dự thảo nghị định 123 của chúng tôi thì hiện nay đang trình Bộ Tài chính để trình chính phủ ký ban hành trong thời gian sớm. Chính vì vậy là chúng tôi cũng xin chia sẻ cái vướng mắc của quý doanh nghiệp. Tuy nhiên là với cái quy định hiện tại thì chúng ta vẫn phải thực hiện theo quy định tại điều 19 của nghị định 123. Bên cạnh những nội dung được giải đáp trực tiếp tại hội nghị, một số nhóm nội dung kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của các bộ, ngành đã được tổng hợp để trình các cấp có thẩm quyền xem xét và phối hợp giải quyết. Ngoài ra, với các vấn đề thuộc thẩm quyền, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp ở các vụ cục liên quan. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 9 tại thành phố Cần Thơ, Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho đại diện các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, một số đài phát thanh và truyền hình địa phương, các cơ quan, đơn vị, một số hiệp hội, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thị Buông Quanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cho biết, hội nghị hướng tới mục tiêu để luật sở hữu trí tuệ năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành các cam kết quốc tế thực sự đi vào cuộc sống. Hội nghị là cơ hội để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan, góp phần đưa pháp luật về sở hữu trí tuệ vào cuộc sống nhằm nâng cao nhận thức, giải thích chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu các nội dung cơ bản như tổng quan về hệ thống pháp luật quản lý thực thi Việt Nam, quản lý khai thác quyền tác giả, quyền liên quan, hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, thực thi xử phạm vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, cơ chế bảo vệ quyền trên không gian mạng, giám định về quyền tác giả, quyền liên quan. Đây là các cơ chế giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả. Cuối tuần trên các mặt báo có những nội dung nào đáng quan tâm, chúng ta sẽ cùng điểm qua ngay sau đây. Thưa quý vị, trong báo cáo mới đây thì Bộ Xây dựng đã chỉ ra các nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng nóng trong thời gian vừa qua. Theo đó, do một số chủ đầu tư tận dụng tình hình nguồn cung bất động sản hạn chế để đưa ra giá chào bán cao.
Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu chính sách đánh thuế đối với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà đất để hạn chế hoạt động đầu cơ, việc mua đi bán lại nhà đất trong thời gian ngắn để kiếm lời nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét thí điểm sớm mô hình trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý. Liên quan đến đề xuất đánh thuế người sở hữu nhiều nhà đất nhằm giảm giá nhà ở, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, với cơ chế quản lý thông tin đất đai chưa thật sự rõ ràng như hiện nay, việc đánh thuế là không dễ. Theo bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại, thuế là một giải pháp tốt giúp tăng thu cho ngân sách nhà nước và góp phần điều chỉnh thị trường trong ngắn hạn từ 6 cho đến 12 tháng hoặc từ 1 cho đến 2 năm, nhưng không duy trì được tác động trong dài hạn. Song cũng có không ít lo ngại việc đánh thuế chỉ khiến giá cả tăng thêm vì giá đất sẽ bị người bán cộng thêm thuế. Ở góc nhìn của người có nhu cầu ở thực, đánh thuế từ bất động sản thứ hai là một điều cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi áp dụng. Vì đối với đa số người dân Việt Nam thì ngôi nhà vẫn là một tài sản rất lớn. Và với không ít gia đình, tích lũy đủ để mua được ngôi nhà thứ hai cho con cũng là một nỗ lực rất lớn. Số vụ việc gian lận lừa đảo mất tiền và số lượng tài khoản có phát sinh nhận tiền lừa đảo ở các tổ chức tín dụng đã giảm đáng kể sau khi quy định về xác thực sinh trắc học trong các giao dịch ngân hàng trực tuyến chính thức được áp dụng. Theo báo Thanh Niên, qua theo dõi số liệu báo cáo của các tổ chức tín dụng, số lượng vụ việc khách hàng bị lừa đảo mất tiền trong tháng 8 năm 2024 giảm khoảng 50% so với số vụ việc trung bình 7 tháng đầu năm nay. Số lượng tài khoản nhận tiền lừa đảo cũng giảm khoảng 72% so với trung bình 7 tháng năm 2024. Đặc biệt, tại một số đơn vị đã không có phát sinh vụ việc lừa đảo trong tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua. Quy định xác thực sinh trắc học hướng tới mục tiêu đảm bảo cho người giao dịch ngân hàng trực tuyến là chính chủ nhằm bảo vệ khách hàng, góp phần giảm thiểu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, cũng như phòng ngừa những vụ việc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản, thanh toán, ví điện tử sử dụng cho mục đích bất hợp pháp. Chỉ còn 3 tháng nữa, quy định xử phạt không phân loại rác tại nguồn chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, nếu không làm tốt công tác chuẩn bị, không có lộ trình rõ ràng thì rất khó đưa chính sách vào cuộc sống. Theo bài viết trên báo Đại Đoàn Kết, để quản lý rác thải rắn và xử lý các vấn đề về môi trường nói chung một cách hiệu quả, cần có những chính sách ưu đãi về nguồn vốn với các dự án về môi trường, tạo điều kiện hơn nữa để các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ xử lý rác thải thành điện năng hay tái chế rác thành các vật liệu thân thiện với môi trường. Ngoài ra, các địa phương chủ động, tích cực hơn nữa trong việc triển khai tổ chức, quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại, định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về giá.